đồng game thủ quốc tế lại mới đón nhận thêm một game thẻ từ mới toanh vừa ra mắt có tên Mobile Legends: Managatazi. Từ game này ngay khi có mặt trên các chợ ứng dụng đã được đông đảo người chơi quan tâm vì được lấy cảm hứng từ API Fetchiger dân OD cực hát. Tạo hình của các nhân vật bám sát nguyên tác cùng hiệu ứng chiến đấu mãn nhãn, ấn tượng hứa hẹn sẽ không làm cho bạn thất vọng. Phần nhạc nền của Mobile Legends: Managatazi cũng được sử dụng từ những bài hát trong loạt game gốc để mang lại cảm giác gần gũi cho người chơi. Bối cảnh game diễn ra tại một thiên hà xa xôi, nơi đó loài người đã tiến lên một nền văn minh hiện đại với đủ mọi công nghệ tiên tiến. Phép thuật cũng trở thành hiện thực và xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Nhân loại đã phải đi chu du khắp nơi để có thể khai thác tài nguyên. Nhưng rồi một nền văn minh từ nơi khác nhận thấy đây là một hành tinh chứa nhiều điều quý giá nên muốn gây chiến và tiêu diệt tất cả bằng vũ lực. Với tư cách là một chiến binh được chọn trong Mobile Legends: Managatazi, bạn sẽ phải đứng dậy tập hợp lực lượng và tiêu diệt hành tinh quỷ đang trực chờ tấn công lãnh thổ của bạn. Mỗi vị tướng trong đội hình của bạn đều thuộc một classy với vai trò khác nhau. Từ đây bạn sẽ có thêm nhiều chiến thuật khác nhau để vượt qua những giai đoạn khác nhau của game. Hoạt động cộng đồng VIP và PvP của game còn là nơi để người chơi cọ sát học hỏi kinh nghiệm trong việc lựa chọn tướng hay sắp xếp đội hình ra trận, từ đó bồi dưỡng lối chơi của mình chuyên sâu hơn để giành được các vị trí. Cao trên biết game. Nhìn chung với gameplay quen thuộc dễ chơi, giàn nhân vật chuẩn nguyên tắc hứa hẹn mang lại cho game thủ những giây phút trải nghiệm hấp dẫn nhất. Nếu bạn đang tìm một game để giải trí vào những ngày nghỉ lễ sắp tới thì Mobile Legends: Managatazi là lựa chọn hợp lý.